Rồi tiếp tục sang sale nha cả nhà. Bây giờ em lên cho mình mẫu đầm 1327 này luôn nha. Em xả nhanh, tại vì đầm này em còn đúng một size thôi, 159 ha. Giá sale 159k mẫu này quá rẻ luôn. Và này là lụa Nhật, cái chất này nó sẽ mát và nó co giãn không bị nhăn nhầu. Em có hai màu nha. Rồi màu nâu là 1328 nữa nè, màu xanh thì là 1327 nha. Tổng em có hai màu này xả nhanh 159k. Cái màu nâu 1328 thì em có thêm cho mình một cái size L, còn sót kho lại đúng một cái size L và còn lại là chỉ còn size M thôi nha cả nhà ơi. Chủ yếu hai mẫu này bây giờ chỉ còn size M thôi nên là em tri ân luôn 159k nha. Phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình nè. Rồi vải mềm êm và chất này mặc rất là mát và có túi cho mình hai bên nữa ha. Rồi em sale luôn cho mình với giá chỉ có là 159k xả nhanh luôn. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em nè, ngay bây giờ em chịu hàng 159 nha, 159k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng sớm giúp em nào, ngay bây giờ em chịu hàng. 1328 là màu nâu và 1327 là màu xanh nha. Tổng em có hai màu và sale luôn trên line, giá chỉ có là 159. 159k mẫu đầm này, ưng ý mẫu này các chị lên đơn luôn. Và cái chất vải này thì lụa Nhật này nó mặc rất là mát nha. Rất là mát và dễ chịu cho các chị mình luôn. Rồi ai lấy mình nhanh tay nào cả nhà, nhớ chia sẻ like dùm em nhé. 1328 màu nâu và 1327 này là màu xanh nha cả nhà ơi. 1328 màu nâu, 1327 màu xanh, sale luôn trên line này với giá chỉ có là 159. Chị nào ưng đặt hàng sớm dùm em nè, em chịu hàng chịu sai liền trên like cho các chị mình nè. Từ từ chị Nguyễn Lê ơi, mình đừng hối em mới lên đầm này có 1 phút 30 giây thôi. Chưa kịp nói gì hết mọi người, chưa kịp nghe thông tin nữa, mình kêu qua mẫu rồi chị. Từ từ chị ha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc chị nào lấy đặt liền nha. Vải này mềm êm mát nha và có co giãn nè, không có bị nhăn nhầu luôn nha. Và mẫu này nếu mà size M là em 72, co giãn đến tầm 74 nha các chị nha. Rồi chốt luôn cho mình ngày hôm nay nha, giá chỉ còn có là, chỉ còn có giá là 159. Cái này xả hàng sale không lợi nhuận rồi. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn trang luôn ngay bây giờ nè, là mã hàng với điện thoại luôn, 159k thôi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu đồng với giá 69k cho các chị mình đây. Chờ em một chút xíu nha, chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác. Chia sẻ like giúp em luôn nha, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nè, để em chưa hàng nha cả nhà ơi. Rồi đợi em vài giây nha. Ai lấy mẫu nào thì cứ comment cho em luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà. Đây là DA 1316 nè, 1316 nè cả nhà ơi. Đầm em đang mặc giá ngày hôm nay em sale cho mình nha, 69k. Ủa sao hôm nay làm sao ta, tự nhiên mới vào live em tập quần gặp những cái comment gì không vậy nè. Chị Huy Hải ơi là sao? Hay là cái tin nhắn này tin nhắn gì đây em không hiểu luôn, tự nhiên nhắn như vậy là sao? Bây giờ không muốn nhắn tin vào máy. Ủa chị phải nhắn cái gì đó thì bên em mới nhắn chứ. Chứ tự động bên em đâu có không không, tự nhiên em nhắn vô một cái khách hàng nào bất kỳ mà chưa có thông tin. Nếu mà mình có nhắn cái gì đó hay là mình có đặt hàng hay có gì đó thì bên em mới nhắn lại cho mình thôi. Rồi bây giờ nha, đầm em đang mặc đây 1316 nè, em sale cho mình luôn nha, giá là 69k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sử dụng em chịu hàng chịu sai nha. 1345 hả chị, rồi để tí nữa em sẽ like cho mình nha. Màu nâu không, chị lấy màu nâu không phải màu vàng. Chị Hoa Hồng ơi, mình lấy mẫu nào cho em mã với chị nha. Cho em mã với, chị lấy cái màu gì? Trời ơi, chị lấy cái mã nào? Chị cho em mã hàng, hoặc là mình không biết mã mình chụp màn hình. Bây giờ mình comment màu là mấy bạn sẽ không biết được mình đặt mẫu nào đâu ạ. Rồi bây giờ đầm em đang mặc đây nha, 1316, sale luôn 69k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị comment cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chịu hàng chịu sai nè cả nhà. Cái vải này thì nó sẽ có ánh kim nha, nó có co giãn cho các chị mình luôn. Đầm này em chốt luôn là 69k thôi nha cả nhà. Cái này em sao lỗ vốn nha, 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào lấy mẫu này nhanh tay đặt cho em luôn. Mã này là DA1316 và kèm sim thoại cho em luôn.
cái dây đai này không kèm đầm, cái này em phối thử thôi nha. Đó, các chị mình phối thử một cái dây đai vô thì nó cũng sẽ tạo cái điểm nhấn ở cái phần eo của mình nha. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt liền 69k chia sẻ like giúp em luôn nha cả nhà ơi. Với cái giá này là 6 sale lỗ vốn luôn rồi. Chị Nguyễn Ly ơi, thêm cho em số điện thoại nha. Đầm này chốt là 69k nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ. Làm mã hàng nè và kèm số điện thoại em chịu hàng luôn. 1316 và kèm số điện thoại. Rồi giảm ngay trên like cho các chị nè. Chị có là 69k mẫu này. 69k mẫu đầm này, ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Làm mã nè và kèm số điện thoại em chốt đơn. Nhanh nha cả nhà ơi, 1316 chốt giá là 69k. 69k mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn nha. Chị Nguyễn Lộc 1316 nè, 62kg. Chị ơi cho em thêm số điện thoại nữa nha. Caro đằng sau hả chị? Caro đằng sau mẫu nào nhỉ? Caro đằng sau mẫu nào vậy chị ơi? Cái này hả? Cái hông này hả chị? Rồi bây giờ để mặc lên cho chị xem nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền cho em luôn ạ. Đầm này các chị ghi cho em là 1316, em sale cho mình là 69k mẫu đầm này, nhanh tay nào. 1316 chị Hoài An 69 luôn. Giá này shop sale lỗ nha. Có chị nào mình ưng thì cứ lên đơn luôn nào. 69k mẫu này. Vải này là nó sẽ có co giãn rất là nhiều và bên trong thì có kèm một cái lớp lót thun cotton tông cho các chị mình ở nha. Ở đây em có một cái nè. Em cho mình xem cái chất rõ hơn nè. Rồi các chị nhìn cho em nhé, cái vải này nó như thế này nè. Đó. Rồi, bây giờ nè, mặt bên trong rất là êm, không ngứa đâu nha cả nhà, 100% không ngứa mà ngược lại mặt rất là êm mịn luôn. Có lớp lót cho mình nữa nha. Rồi em sale có 69k thôi, chia sẻ 3 lần giúp em và mình đặt ngay bây giờ nha. 1316 em sale cho mình là 69k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng sớm giúp em nào, ngay bây giờ em trừ hàng nha. 69k, 69k mẫu đầm này, lên đơn hàng cho em luôn để em trừ hàng cho các chị nè. Rồi bây giờ em tiếp tục qua thêm cho mình cái sọc caro hồng nha. Chờ em một chút xíu, chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng nha. Mẫu tiếp theo. Lên cho mình 1381. Đây, 1381 đồng sọc caro. Rồi mẫu này shop sẽ sale luôn cho mình nha, 239 thôi. 239k mẫu đầm này thôi cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nào, ngay bây giờ em trừ hàng. Đó, có túi phía đằng trước cho các chị mình đây. Rồi đầm này em có 4 size cho các chị mình lựa chọn nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Mã này là DA1381 và kèm số điện thoại em trừ hàng luôn. 1381 và kèm số điện thoại em trừ hàng, làm nhanh tay. 1326 không có size của mình rồi chị Nghiêm Hồng ơi, tiếc quá. Rồi đầm em đang mặc nha, mã này các chị ghi cho em là 1381 và em chốt luôn cho mình ngày hôm nay là 299 nè. 299k mẫu đầm, 239k mẫu đầm này. 239k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ưng mẫu này thì các chị nhớ đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ em chịu hàng. Với mẫu này là em sẽ có hai màu nha. Ở đây em có thêm cho mình màu sọc cam nữa, sọc cam là 1382. Còn cái sọc màu hồng là 1381 nha cả nhà. Tổng sẽ có hai màu này và shop sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà là chỉ có 239 thôi. 239k mẫu đầm này thôi nha cả nhà. Chị nào ưng thì cứ lên đơn hàng luôn giùm em. Ngay lúc này em trừ hàng luôn. Tranh thủ nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em nè để em trừ hàng cho các chị. 1382 là màu cam và 1381 là sọc màu hồng này. Em chốt đồng giá là 239. 239k nha cả nhà, lên đơn liền giùm em. Chị nắm họ Dương 1326 hả? Ồ nãy giờ em không có mặc 1326 ấy chị ơi. Vừa nãy em mặc là 1316 á. Có nhầm mã không chị? 1326 là chuyển sang mẫu khác rồi đó nha. Khi mà các chị đặt hàng có gì mình miêu tả cái mẫu đó luôn để mấy bạn kiểm tra có đúng không, hoặc là chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em. Cái 1316 là mẫu này mà nãy giờ em thấy hai chị comment là 1326 luôn rồi đó. Rồi các chị ơi, 1316 giá 69k nha. Mẫu này là 1316 giá 69k nha cả nhà. Rồi bây giờ các chị ơi, sọc cam là 1382 và hồng là 1381. Hai mẫu này đồng giá sale cho các chị mình là chỉ có giá 239 thôi.
239k bộ đầm này, chị nào ưng ý thì cứ lên đơn hàng xứng giùm em ngay bây giờ nha, em chịu hàng luôn. Cái chất mặt rất là êm. Túi nè các chị ha, có túi phía đằng trước cho mình, dây khóa kéo phía đằng sau nè. Ưng mẫu này thì các chị nhớ đặt hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ, em chịu hàng nha. Nhanh tay nào cả nhà ơi, chia sẻ like giúp em luôn. Và đặt ngay lúc này để em chừa hàng và chừa size liền chia like cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ nha, em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mà mình ưng mẫu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Em chốt sale nha. Rồi em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Em chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Đợi em một chút xíu nha. Đây em có thêm cho mình một cái mẫu đầm ôm body. Có thêm cho mình một cái mẫu đầm ôm body mã 1361 nè. Đây 1361 short sale luôn cho nhà mình nha cả nhà ơi. 1m48 thì mình mặc dài qua gối cho chị nấm họ Dương ơi. Rồi bây giờ mẫu này là 1361 nè. 1361 ngày hôm nay em sale cho các chị mình nha. 1361 này với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng cho em luôn nhé. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size. Mã sản phẩm là DA1361 và kèm cho em điện thoại luôn ạ. 1361 và kèm điện thoại em chịu hàng. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình là giá chỉ có là 199. Vải này Atasi kim tuyến nha cả nhà ha. Cái bề mặt vải của nó có phần kim tuyến nó phủ trên mặt vải và không hề bị ngứa nha. Độ co giãn thì rất là nhiều cho các chị mình luôn. 1361 ngày hôm nay shop sẽ sale luôn trên line này cho mình. Chỉ có giá là 199. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size. 1361 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1361 và kèm số điện thoại nè. 1m70. 1m70 thì dài tầm, vừa nãy em cao 1m62 lại mặc dài là tầm là treo gối đó. Nếu 1m70 thì mình mặc là tầm trên gối một chút vậy đó chị nha. Rồi 1.48 bao nhiêu vậy shop là sao chị ơi? Chị Nguyễn Lan ơi. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc mã này là 1361 nha. Em trước sale luôn cho mình nè. Giá chỉ có là 199.000 đồng. Mẫu đầm em đang mặc bình thường các chị mua sẽ là 299. Và đặt bây giờ các chị sẽ được chốt là 199k thôi nha. 199k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size DA1361 và kèm số điện thoại cho em nha. 1361 và kèm số điện thoại, sale giá là 199. Từ 40kg đến tầm 65 hoặc 67kg mình mặc vừa luôn á. Rồi, tiếp tục em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. Rồi, em một chút nha, em chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác. Mình nhớ chia sẻ like giúp em nè. Rồi em có thêm cho mình một cái mẫu đầm hai nhí nha, hàng mới bên em 1386. Rồi đây cả nhà ơi, em lên cho mình mẫu này nha. Rồi đầm em đang mặc đây là DA. Chắc chị Nguyễn Lan muốn đặt cái mẫu mà đầm ren đuôi cá đúng không chị Nguyễn Lan? Có phải là mình đặt cái 1348 không chị? Ví dụ như các chị á, tại vì đợt này là cái số nó cũng hơi nhiều đúng không? Nên là nhiều khi các chị mình không có nhớ hết được thì các chị có thể chụp màn hình lại nhá. Chụp màn hình gửi qua tin nhắn cũng được nha cả nhà ha. Có phải mình lấy mẫu này không chị Nguyễn Lan? Đầm này đang sale còn 179 nha. Mã này là DA1348 nè. 1318 sale giá 179k mẫu đầm này nha. Màu đỏ đậm nha. Rồi ở đây em có cho mình một cái mẫu đầm cổ bệt vai. Các chị mặc cổ cao lên cũng được. Các chị mặc kiểu như là ai mà thích mặc kín đáo thì mình sánh tay lên như thế này nè. Mình kéo cái phần vai lên như thế này thành là đầm có tay rồi. Đó, còn chị nào không thích thì các chị mặc cổ bệt vai lên như thế này nha. Rồi đầm này em sale luôn cho mình nè, với giá chỉ có là 249k mẫu đầm này, chị nào lấy gạch liền luôn giùm em.
Đầm kẻ hả chị? Có phải mình xem mình đặt mẫu này không? Mẫu này là 1381 nha chị ơi, chị Nguyễn Lan ơi. Và cái sọc màu cam là 1382 nè. Mẫu sọc màu cam 1382, sọc màu hồng là 1381, em sale đồng giá là 239. 239k nha. Body tí nữa em lên tiếp nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc là 1386. Em chốt sale là 249 ngàn đồng. 249 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nhé. 1345. Rồi ok chị Hoài An. À chị Hoài An được trước em thấy chị đặt mẫu đó rồi mà. À, chị chốt chưa? Em nhớ là mấy bữa trước là chị có đặt rồi. Rồi đầm em đang mặc mã này là DA1386. Em sale luôn cho mình là chỉ có 249 nè. 249k mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt hàng sớm nha cả nhà ơi. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu này thì cứ đặt hàng cho em là mã này là 1386 và kèm số điện thoại nha. 1386 và kèm số điện thoại em chịu hàng giảm ngay trên like, chỉ còn có giá là 249. 249k mẫu đầm này. Rồi lên đơn hàng liền nào cả nhà ơi. Form rất là xinh, mẫu này trẻ tuổi chung tuổi mình mặc đều được. Đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch đều rất là ok nha cả nhà nha. Form của nó kiểu như hơi xe nhẹ, form đuôi cá như thế này nè. Rồi, mẫu này sale là 249k nha. Cái chất vải này nó rất là mát và không bị nhăn nhầu nha. Rồi, chị nào ưng đặt hàng xuống giùm em. À, chưa cho số điện thoại mà bàn tắt like không hà là sao chị? Em không hiểu. Chị đặt hàng thì mình cứ để số điện thoại thôi, rồi là có nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn cho mình thôi chị ơi. Đâu cần mình phải bật like hay tắt like thì mình với để số điện thoại đó chị. Mình cứ đặt tắt like mình đặt để số điện thoại vẫn được mà. Rồi bây giờ em sẽ quay thêm cho mình một mẫu đầm khác nha. Em lên cho mình một cái mẫu đầm ôm body 1310. Rồi chia sẻ like giúp em nè, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em ạ. Đây nha cả nhà ơi, lên cho mình mã này là 1310. Đeo 1310 đầm này em sẽ có cho mình là 4 size nha. ML, XL với lại 2X nè. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Rồi ngày hôm nay mẫu đầm này shop sale luôn 169.000 đồng. Cái vải này là nhung lặn các chị ơi, mặc mát lắm luôn á. Mà em tặng thêm cho mình cái cà áo này nữa nè. Rồi một màu thôi nha cả nhà. Ở đây nó xếp ly che bụng cho mình. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ là đặt hàng cho em là 1310 và kèm số điện thoại cho em nha. 1310 và kèm số điện thoại nè. Chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Chỉ có 169 thôi. 169k mẫu đầm này, chị nào lấy thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai. Mã này các chị ghi cho em là 1310 nha. 1310 và kèm số điện thoại 169k mẫu đầm này. 169k mẫu đầm này, có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn cho em nè. Ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu sai. Đầm này mã là 1310 nha cả nhà ơi. Rồi nhanh nào cả nhà. Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt dùm em nha, để em chốt sale cho mình. Đầm này có đúng một màu duy nhất nha chị Nguyễn Ly ơi. Nhưng mà cái mẫu đầm với cái tông màu đen này thì mặc sang nè mà nó dễ mà. Rồi ai lấy mẫu này thì các chị cho em cái mã liền nha và kèm số điện thoại. Giá này sẽ có hiệu lực ở trên line thôi. 1310 và kèm số điện thoại cho em nha. 1310 và kèm số điện thoại, em giảm ngay trên line cho các chị, giá chỉ có là 169k mẫu đầm này. 169k mẫu đầm em đang mặc trên người, ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Chị Mỹ Huỳnh ok nè, 1310 nè, chị Cẩm Tú 1310 nè. 169k. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em nha. Nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng cho em luôn nha, em chịu hàng. Rồi tiếp tục nha, lên cho mình một cái mẫu đầm form nhé. Rồi chờ em vài giây ạ. Mình nhớ chia sẻ like giùm em luôn, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em ha. Mẫu tiếp theo shop lên cho các chị ở đây 1360.
đầm von hàn. Mẫu này rất là xinh nhưng mà shop chỉ còn có 2 size à. Shop chỉ có 2 size thôi. Mã này là DA1360 nha. Rồi chốt luôn, 1360 này là. Ồ, hôm nay có 3 size cả nhà, XL còn 6 cái nữa nha. ML và XL nè. ML và XL, mã sản phẩm này các chị ghi cho em là 1360. Em sale cho mình ngày hôm nay chỉ có là 199 thôi. 199 thôi cả nhà. Bữa là mẫu này mà mấy chị hỏi là em báo nó còn có 2 size đúng không? Bữa em báo là nó còn có 2 size là size M, size L, nhưng mà hôm nay em thấy nó kho còn thêm 6 cái L nữa nè. Có chị nào trong size này các chị đặt luôn nha. Rồi tay len nè. Phía đằng sau dây khóa kéo nè. Với mẫu này thì em sẽ có túi cho mình một bên nha. Và bên trong là có kèm lớp lót thun cotton cho mình. Mình ghi cho em mẫu đầm này là 1360 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. 1360 và kèm số điện thoại em chốt ngày hôm nay cho các chị mình chỉ có là, chỉ có giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này. 65kg mẫu này không vừa chị. Mẫu này em đã hết size lớn rồi, em chỉ còn size XL trở xuống thôi. Và với cái vải này thì với cái form đầm này nó cũng hơi nhỏ xíu, nên là nếu mà XL thì em tầm khoảng là 77 trở xuống thôi. Em tầm 77 trở xuống vừa thôi nha cả nhà. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng nè. Rồi chốt luôn nha. Rồi nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em luôn nè. Em chừa hàng và chừa size liền trên like cho các chị mình luôn. 1360 và kèm số điện thoại nè, em chừa hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 60kg cũng tùy nữa chị, mình cho em số đo vòng em xem sao chị nha. Mẫu này em chắc tầm khoảng là 77 chữ xuống vừa ấy. Em sale là chỉ còn có giá là 199. 199k mẫu đầm này. Nhanh nào cả nhà ơi, lấy đơn sớm giùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1360. Vải von ha, von hàn mặt mát. Bên trong là có lót thun cotton nè. Túi nha, có túi cho mình một bên nha cả nhà ơi. E84 thì lại không vừa rồi chị ơi, tiếc quá. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Là mã hàng nè, và kèm trang điện thoại liền nha. Các chị ơi, mình cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em nha. Để em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà. Rồi ưng ý mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè. Là mã nè và kèm số điện thoại em chịu hàng. Rồi chuẩn bị em coi mẫu khác nha. Còn chị nào mình lấy mẫu đầm này nữa không ạ? Comment liền đúng giùm em nha, ngay bây giờ nha. DA1360 và kèm số điện thoại luôn, 199. 1360 sale giá 199k nha. Rồi, vải này thì mát lắm, mặc thoải mái luôn. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Đây, lên xả hàng thêm cho mình một mẫu này nữa nè. Đầm này nó có co giãn rất là nhiều nên cũng dễ mặc nha. Rồi, đợi em vài giây nha cả nhà. À, lấy mẫu nào thì cứ comment cho em liền nha. Tiếp tục 1331. Đây các chị ơi, với cái mẫu đầm này nó có độ co giãn rất là nhiều. Mặc dù là em chỉ còn có đúng một size thôi, một size duy nhất thôi, 1331 nha. Em còn size M thôi nhưng mà co giãn nhiều, vài 40kg đến 60kg vẫn vừa. Một size nhưng mà nó giống như resize cả nhà ơi. Mẫu nào che bụng hả chị? Rồi có nhiều lắm chị, để tí nữa em sẽ lên cho mình. Rồi đầm em đang mặc nha, có co giãn nhiều 40kg đến 60kg vẫn vừa. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình là 139 thôi nha. Cái này em xả hàng nhanh luôn, 139k. Chị nào mình lấy đặt hàng cho em liền nè. Rồi nhanh nha các chị em. Thì em đây là em 62 nên mặc hơi rộng nha các chị. Đó em bóp lại sau xíu. Cái đầm này là 60kg trở xuống vẫn vừa đối với xe M luôn nha cả nhà ơi. 1331 và kèm số điện thoại nào chốt luôn là 139. 139k mẫu đầm này.
Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nhé. Ngay bây giờ em chịu hàng 1331 nè, 1331 kèm số điện thoại 139k. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn sớm giùm em. Ngay lúc này để em chịu hàng chịu size. Nhanh nha cả nhà ơi, lên đơn hàng liền luôn giùm em đi. Bây giờ để em chốt đơn 139. Mã này là 1331 nha. 1360 nè, ok chị Vân Hà Thu nè. Còn em đang mặc 1331, có chị nào mình lấy đặt liền cho em luôn. Ngay bây giờ nha, em chốt đơn hàng nè. Nhanh nha cả nhà. Ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn cho em luôn. Ngay bây giờ nha. 1331 và kèm số điện thoại giảm ngay trên live chỉ có giá là 139. 139 thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một mẫu đầm khác nha. Thôi bây giờ đây thay đổi không khí, em lên một cái đầm mới đi nha cả nhà. Rồi, 1331 cho chị Thanh Nguyễn. Nói chung cái đầm này dễ mặc lắm, 40kg đến 60kg vào vừa, thoải mái vô tư đi cả nhà ơi. Đầm này dễ mặc cực kỳ nha. 40kg đến 60kg vẫn vừa. Nó có một size mà nó tương đương với 3 size ML, XL luôn rồi cả nhà. Thậm chí size 2X nhiều khi mặc vẫn vừa luôn á. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Rồi các chị đợi em vài giây nè. Một 358. Đây. Trời ơi các chị ơi, mẫu mới nè, xuất sắc thực sự luôn á. Em rất là mê cái form thiết kế cổ của cái mẫu đầm này và cái phần tay nè. Rồi DA 1358 nha, ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình nè. Với giá chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm này. Hàng chuẩn vải đẹp, mặc làm sao giao vậy không vừa, hỗ trợ độ size nha cả nhà. Hỗ trợ độ size trong vòng 1 tuần nên các chị yên tâm là không bao giờ mua sợ mua làm hàng với shop em đâu. Rồi, mã này các chị ghi cho em là 1358 nha, chốt luôn 299. Đầm này em có may túi hai bên. Đó, có may túi hai bên chất vải lụa mango thì mát và có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. 299.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. 299k mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị nhớ đặt hàng liền luôn giùm em nhé. Ngay bây giờ em chịu hàng nè. Ở cái mẫu này, thiết kế này em còn một mẫu nữa nha. Em còn một mẫu này nữa là đợi em lấy cho mình xem luôn. Hai. Đây. 1359 nữa nè. 1359 nữa nè các chị. Đó, nó có hai cái họa tiết khác nhau như vậy. Đây là 1359, còn em đang mặc màu vàng là 1358 nha. Hai màu cho mình lựa chọn, sale đồng giá là 299 nè. 299k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng luôn giùm em nha. Ngay bây giờ em trừ hàng. 1359 là nền đen hoa vàng và 1358 là nền đen hoa vàng. 1359 là nền đen hoa đỏ. Đó. Hoa vàng 58, hoa đỏ 59 nha cả nhà ơi. Hoa vàng 58, hoa đỏ 59 nha. Rồi nhanh nào các chị, chốt đơn luôn. Ngày hôm nay là 299k nè. Từ 40kg đến 65kg vừa, form rất là đẹp nha. Mặc la làm sao để giao hàng y chang vậy hết, không khác gì đâu nha cả nhà ơi. Đó, chị nào mà thích mẫu nào thì cứ lên đơn luôn. Trường hợp chị nào mà thích cái phần cổ này kín hơn, mình có thể tự tùy chỉnh mình đính lại nè. Mình đính cái phần cổ này lại cũng được nè cả nhà ha. Rồi, cổ yếm hả chị? Cổ yếm cũng lâu rồi ha, cũng lâu rồi shop chưa có may cổ yếm. Để có gì sắp tới tới nếu mà được thì có vải là phù hợp thì bên em sẽ may thêm cho mình nha, những cái thiết kế mới cho các chị mình luôn. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng cho em nha. 1358 là hoa vàng và 1359 là hoa đỏ nha. Đồng giá sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng. Rồi nhanh tay nào cả nhà, lên đơn luôn cho em nha. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size nào cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nè, em chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Là mã số sản phẩm với số điện thoại liền em chốt đơn nha. Rồi đợi em một chút xíu này, em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác ha. Chia sẻ like giúp em nha. Rồi, bây giờ xem kẻ em có thêm cho mình mẫu đầm này. Siêu phẩm, bình thường các chị mua sẽ là 650, nhưng mà do hôm nay em chỉ còn đúng một size, em chỉ ân cho nhà mình luôn nè.
tặng kèm cái cà áo luôn. Đây, mã này là 1363. 1363 vải nhung kim tuyến nha các chị. Và độ co giãn thì nhiều lắm nè. Rồi 40 kiếm tầm 50-50, 3 kiếm mình mặc được, em tặng kèm cho mình cái cà áo này luôn. Cái cà áo này có kim băng, mình có thể tháo ra, mình phối đôi đầm này đầm kia đều được nha. Rồi dây khóa kéo đằng sau, mã này mình ghi cho em là 1363 nha. Cái này nó có xẻ tà hai bên nè. Rồi em chốt ngày hôm nay cho các chị mình là 179 luôn. 179k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn cho em mã này là 1363 và kèm số điện thoại cho em nha. 1363 và kèm số điện thoại nào, sale luôn trên line này cho mình, chị còn có giá là 179. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ đặt hàng sử dụng em nha. Ngay lúc này nè, để em chuyển hàng chuyển size. Mã này các chị ghi cho em là 1363 và kèm số điện thoại cho em nha. 179k. 179k mẫu đầm này. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, đặt hàng sớm nha, em chốt đơn cho các chị mình luôn. 1363 và kèm số điện thoại luôn, nhanh nào cả nhà. 179k, 60kg thì lại không vừa chị, em chỉ còn size M thôi. Chị hạnh phúc là 1363 rồi. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nhá, em chỉ còn size M, em xả luôn 179. Giá gốc 650 đó cả nhà ơi. Nay sale còn 179k, còn chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Nhanh nha cả nhà, co giãn rất là nhiều. Mềm, êm và mặc thoải mái luôn. 1363 và kèm số điện thoại. Chốt giá chỉ còn có là 179. 179k mẫu đầm này. Rồi, tranh thủ lên đơn luôn giùm em nha. Ngay lúc này để em chịu hàng chưa sai. 1363. Rồi, xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt liền chị Du Nguyễn 1363 ok chị nè, 179k chị Thanh Nguyễn nè, đẹp nè hả chị. Mà mẫu đầm này đó, các chị mình tranh thủ vừa đẹp vừa rẻ luôn. Đầm này giá 650, bây giờ em sale còn 179 nha. Bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này nha, để em chừa hàng cho các chị mình ạ. À. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển qua mẫu khác. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt sớm giùm em ngay lúc này để em chuyển hàng cho mình ạ. Đầm tiếp theo nha. Em lên đầm phong suông chữ A 1379 nè. Rồi 1379 mẫu đầm này nha cả nhà ơi, chốt luôn là 199k. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này em chịu hàng. 1379 em còn 3 size nhá. Size M, size L và size XL, 3 size cuối cùng. Em còn 3 size cuối cùng, em sale giá là 199 nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình nè. Rồi phong suông chữ A cho các chị mình luôn. Đầm này em chốt luôn là 199k. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng cho em luôn nha. Ngay bây giờ em chưa hàng, mã này là 1379. 1379 và kèm số điện thoại nè. 1379 và kèm số điện thoại em giảm ngay trên line. Chị còn có giá là 100. Sale với giá chị còn có là 199 thôi. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay nha. Lên đơn sớm ngay bây giờ em chưa hàng, mã 1379 nha cả nhà ơi. Chị ấn thu ok em chút 1379 nè. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, lên đơn sớm cho em nào, ngay bây giờ em chịu hàng. 1379 và kèm số điện thoại em giảm ngay trên line 199. Cái này thì em có cho mình hai màu nha. Đây em có 1380 nè. Đây 1380 nữa nè cả nhà, cũng là 199 luôn nha. Hai mẫu này đồng giá sale 199, chị nào thích thì mình cứ lên đơn ạ. Một 379 cho chị Phương Hằng nha, sale 199k. Ở đây nó có cái form y chang vậy mà nó sọc màu khác nè. Đó là 1380 nha cả nhà. Rồi, 380 với 1379 là 199 ha. Rồi giờ tiếp tục để em lên thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ lên đơn cho em nha, ngay lúc này em chịu hàng luôn. Chia sẻ live giùm em nha cả nhà ơi. Rồi này các chị mình nhìn giúp em nè. Một cái form đầm rất là đẹp phía đằng sau nè. Các chị thấy nó dập ly nguyên và đằng sau luôn. Từng cái đường kim mỗi chị rất là đẹp. Và từng cái nút xịn sò như thế này nha. Rồi, em xem cái đầm này có đúng có 199 nè. Nút làm khâu nha. Nút khâu lên cho mình. Xịn lắm luôn á cả nhà ơi. Từng cái đường kim mỗi chị mình cứ nhìn kỹ, mình cứ soi kỹ cho em. Túi này là đựng vừa điện thoại luôn.
Một bên em làm túi thiệt và một bên làm túi giả nha. Bây giờ em sẽ mặc lên cho các chị xem thử. Rồi, chờ em một chút nha. 1375 chia sẻ like giúp em nha. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Là mã nè, với điện thoại em chốt đơn hàng. Đây, 1375 là mẫu này nha cả nhà ơi. Sale 199 luôn đó cả nhà, tin nổi hay không. Đầm này may rất là công phu cả nhà, mà còn phố với nút xịn sò nữa, mà cũng có 199 thôi. Có túi rồi, một bên túi thiệt một bên túi giả nè. Túi này dư sức để điện thoại, cái túi nó rộng bằng bàn tay luôn á cả nhà. Phía đằng sau là dây khóa kéo nha. Rồi đầm này em chốt sale cho mình luôn 199k mẫu đầm này. Chia sẻ like dùm em nào vậy nhà ơi. DA13 DA1375. Cái này có màu đen là 1374 nha. Có thêm màu đen là 1374 nữa nè. Đen là 1374 và cái màu da là 1375. Tổng sẽ có hai màu cho mình lựa chọn và sale luôn là 199. Với cái form đầm này thì rất là dễ mặc luôn và che bụng cũng tốt cho mình nha. 179k rồi nè cả nhà. Vải này là cô tông lạnh nha. Chất cô tông lạnh này mát nè, êm mềm nè. Rồi thoải mái dễ chịu luôn. Màu đen là 1374, màu đen 1374, còn cái màu da em đang mặc là 1375 nha. Tổng có hai màu đồng giá luôn ngày hôm nay là 199. Rồi chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn sớm giùm em nè, ngay bây giờ em chưa hàng. 199k mẫu đầm này thôi nha cả nhà. 199k thôi, giá siêu yêu thương luôn nè. Giá siêu yêu thương nè, ai nhanh là còn, ai chậm mất hàng nha. Nhớ chia sẻ like liền luôn giùm em ngay bây giờ nha. 199 lưu giúp em đã hết chương trình sale, đầm này mình mua lại là 299k nha. Tại shop hay là tắt like rồi á, các chị chốt lại á, đặt hàng cái mẫu này á, là mấy bạn sẽ chốt lại là giá là 299 rồi, chứ không còn là 199. Bây giờ các chị đặt là sẽ được giảm ngay 100.000 đồng luôn nha. 1375 là màu da và 1374 là màu đen nha. 199k. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Mẫu này thì có 199.000 thôi, có 199.000 đồng mẫu đầm này thôi. Ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ, là mã số và kèm số điện thoại nè. Tiếp tục nha, qua thêm cho mình một mẫu đầm khác đây, chờ em vài giây ha. Em lên cho mình đầm nhung phối tay von nè. Ôi cái mẫu này nó đúng thật sự, nó xuất sắc luôn cả nhà. Và bây giờ em còn có 3 size cuối à, nên là hôm nay shop lên chương trình sale luôn nè. Đợi em xíu nha, báo giá sale luôn. 1343 này là cả nhà ơi, xinh lắm. Đầm này em có 4 size nha, MLXL với 2X thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Mã này các chị ghi cho em là 1343, sale luôn cho mình ngày hôm nay 199k nha. 199k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chưa hàng chưa sai nè. Rồi, mẫu này em chốt luôn nha, 199k mẫu đầm này. Chị nào lấy đặt hàng cho em luôn, ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1343 và kèm số điện thoại cho em nha. 1343 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live, giá chỉ có là 199.000 đồng. Vải này nó có co giãn nhiều nha cả nhà. Chất nhung này là nhung lạnh nha, mặt mát rượi luôn. Ai ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn cho em luôn. Mã này là 1343. 1343 và kèm số điện thoại luôn 199. 199k. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em chịu hàng luôn. Nhanh tay nào cả nhà, chia sẻ like giúp em luôn ngay bây giờ nè. Em chốt đơn 1343 và kèm số điện thoại luôn. 1343 và kèm số điện thoại em sale luôn cho mình nè. Chỉ còn có giá là 199. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn cho em nha. 1343 nha. 40kg đến 65kg vừa. Cái phần tay
Với cái phần vai này là nó sẽ có bao chun rồi, nên là cái chị mặc thì nó thoải mái, không có bị chật nha cả nhà. Rồi em sale luôn 199 nha. Rồi trong thời gian này em chi ân cho mình thêm cái mẫu này, còn sót lại size 2X nha. Em xả hàng luôn là 99k cho các chị mình đây. Mã này mình ghi cho em là 1369 nha. 1269 nha cả nhà ơi, 1269 nha. Chi ân là giá 99k, 1269 giá 99k nha. Rồi đang có cái màu xanh nữa nè, hai màu xanh là 1270, chỉ còn là 2X thôi nên là em chi ân luôn là 99, chị nào vừa mình lên đơn nha. 1270 màu xanh, 1269 màu vàng, giá em chốt cho mình là 99k. 1269 màu vàng, 1270 màu xanh, giá em sẽ là 99k. Chị nào mình ưng ý thì cứ lên đơn cho em nha, có 99.000 thôi, có 99.000 mẫu này thôi nha cả nhà ơi, rất là rẻ nè. Em sale là chi ân, cái này em không có lấy lời, giá này là giá lỗ rồi nha các chị. Chỉ còn 2X thôi nên em chi ân luôn là 99.000 mẫu này nha. Còn nữa 99k nè. Đây, đợi em xíu nha, em kiếm đầm lên cho các chị mình luôn. Đây nè, mẫu này cũng 99 nè, có 99.000 mẫu này nè. Cái này cũng còn 2X luôn, em xả luôn cho mình là giá 99 nha. Chia sẻ like dùm em nè các chị ơi, mã này là 1305 còn size 2X. 1305 em còn size 2X, chốt luôn cho mình là 99.000 mẫu này. Size 2X L, E84 hay E86 chữ xuống mình mặc vừa luôn, 99.000 nha. Mã này là 1305. 1305 99.000 mẫu này. Chị nào mình ưng thì cứ lên đơn cho em ạ. 1305 99.000 mẫu này thôi nha. Rồi lên đơn hàng sớm giúp em ngay bây giờ, em chịu hàng luôn. Rồi đây có những cái mẫu đầm phi tuyết hay hàng để size cầm nhanh xả luôn. 1332 là màu đen và 1333 màu đỏ, đồng giá luôn 119. Chất phi tuyết rất là đẹp nha, nhưng mà nó chỉ còn có size nhỏ thôi, size M thôi, là eo tầm 72 chịu xuống vừa. Em chốt luôn 119k, 129k. 1333 là màu đỏ và 1332 là màu đen, chốt sale cho mình luôn là chỉ còn có giá là 129. Ơn mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ, em chịu hàng nha. 129k. Đỏ là 1333 và đen là 1332, 129.000 thôi đó. Rẻ chưa cả nhà ơi, bởi vậy ai mà không mua là hơi bị tiếc luôn các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái sản phẩm tiếp theo cho mình lựa chọn nha. Mình nhớ là chia sẻ like giúp em luôn trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Rồi chờ em một chút nè, lên thêm cho mình mẫu này. Mẫu tiếp theo nha. Một ba tám tư. Đây, 1384 mẫu đầm này nha. Chất vải này poly 2 da, có co giãn rất là nhiều nè các chị. Đầm này 40kg đến tầm 65kg ha, là mình mặc vừa luôn. Rồi em chốt luôn là 299k. Mã này là DA1384 nha, 1384, và kèm số điện thoại cho em luôn. Chỉ có 299 mà thôi, 299k mẫu đầm này. Ơn mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, làm mã nè và kèm số điện thoại nè, để em chốt đơn hàng điện trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, đặt hàng sớm giùm em nào, ngay lúc này em chịu hàng luôn. DA1384 và kèm số điện thoại cho em nha. 1384 và kèm trên số điện thoại luôn nha cả nhà ơi, giảm ngay trên like, giá là 299 cái form tay nè. Rồi cái chị nhìn cho em form cổ nè, nó chuẩn nét từng cái đường kim mũi chị luôn. Rồi về túi thì bên em làm một bên túi thiệt và một bên túi giả nha cả nhà. Túi này thì được vừa điện thoại luôn á. Rồi dây khóa kéo đằng sau, cái phần tay với phần phía dưới chân váy này nó sẽ có phần tua rua vậy nè, độ co giãn rất là tốt. Rồi đầm này em chốt luôn cho mình là 299, mã này mình ghi cho em là 1384 nha. 1384 và kèm số điện thoại luôn, chỉ có giá là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng mẫu đầm này thôi cả nhà ơi, ai ưng mẫu này thì cứ lên đơn liền cho em nào, ngay bây giờ em chịu hàng nha. Rồi chị nào lấy đặt liền luôn giùm em nha. 1384 và kèm số điện thoại, em chịu hàng sale luôn giá 299k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nào cả nhà,
Ở đây em cao 1m62 thì cái form đầm này mặc dài tới đây nha cả nhà. Tùy vào chiều cao mỗi người thì các chị canh giùm em. Ví dụ như 1m55 thôi các chị mặc dài tới phần đầu gối rồi nha cả nhà. 1384 sale giá là 299. Chất này là poly 2 da co giãn rất là nhiều. Mặt bên trong của nó đây, mặt bên ngoài của nó đây, độ co giãn nè, vô tư luôn nha các chị nha. 299k, mã này là 1384. 1384 và kèm số điện thoại. Có chị nào mình ưng ý thì cứ lên đơn cho em luôn nè. Ngay lúc này điểm trừ hàng luôn nha. Form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu này thì mình đặt hàng cho em ngay bây giờ ha. Làm mã nè và kèm số điện thoại luôn. Xong chưa cả nhà ơi? Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Các chị đợi em một chút xíu nha. Qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chia sẻ like dùm em nha. Rồi đợi em một chút xíu em chuyển qua một mình một cái mẫu đầm khác. Rồi bây giờ em sẽ xem kẻ lên thêm nè. Một cái mẫu đầm này form chữ A, đầm hoa 346 nè, đợi em vài giây nha. Có chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn cho em luôn ngay bây giờ. Đầm tiếp theo là 1346 đây. 1346 đây cả nhà ơi. 1346 cái này em đang mặc nhầm, cái size L nó hơi to nha cả nhà. Cái form này cái size L nè. Đầm dài hả chị, đầm dài tí nữa em mặc cho mình xem nha. Đây 1346. Em chốt cho mình luôn là 199 nha. Ồ còn có hai size thôi. 1346 còn có hai size là size M với size L thôi nha cả nhà ơi. Rồi sale luôn cho mình, giá là chỉ có 199k mẫu đầm này. 1346, chị nào mình ưng đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Làm mã nè và kèm số điện thoại em chịu hàng. 199k. Nhanh nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em nè, em chốt đơn. 1346 nha. Chốt là 199 nha. Rồi, còn hai size M với size L thôi đó các chị ạ. Ai vừa mình lên đơn luôn để em lên cái form dài cho các chị xem thử nha. Có chị nào mình ưng ý mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Mã nè và kèm số điện thoại em chốt đơn. Mẫu tiếp theo nha. 1336. Rồi này cả nhà ơi, lên cho mình mã này là 1336. Hiện tại là em có đủ size. 1336 có đủ size, sale là 229 thôi nha các chị ơi. Đủ size nhưng mà ít nha. Hôm nay sale là còn 229. Từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Em cao 1m62, form đầm này mặc dài tới phần cổ chân như thế này nha. 1336 và kèm số điện thoại cho em luôn. 229 nha. 229k bây giờ mà tính ra maxi là chỉ có một mình mẫu này thôi, không có mẫu khác đâu. Ở đây em cao 1m62 nè, thì form này em mặc dài tới phần cổ chân như thế này nha. Tùy vào chiều cao của mỗi người các chị mặc sẽ dài ngắn khác nhau. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt cho em là 1336 và kèm số điện thoại 229. 99k nữa hả chị? 99k nãy em đem mấy mẫu rồi đó. Chị chia sẻ chưa chị ơi? 99k áp dụng cho khách có chia sẻ like em mới lên đơn hàng nha. Không chia sẻ thì em không có chốt được á chị. Rồi bây giờ làm em đang mặc, chị nào lấy đặt liền mã này các chị ghi cho em là DA1336 và kèm số điện thoại. Em giảm ngay trên line này cho cả nhà mình luôn, với giá chỉ có là 229. Hết chương trình mình mua là 299k nha. Còn đặt ngay bây giờ thì sẽ được chốt là 229. Đặt ngay bây giờ sẽ được chốt là 229 nè. Chị nào mình ưng đặt liền được luôn nè cả nhà ơi. 1336 và kèm số điện thoại nha. Đó, form dài và rộng nè, đến phần cổ chân như thế này luôn. Sale hôm nay có 229 là quá rẻ các chị ạ. Đầm này các chị nào ai thích ngắn thì cắt lên like, không ảnh hưởng form đầm nha. Ai thích ngắn cắt lên like, không ảnh hưởng gì hết. Rồi mẫu đầm này 1336 có chị nào lấy lên đơn. Em chốt hôm nay cho mình là có 229 thôi. 229 cả thôi nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nè, chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Có chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này nha, em chuyển hàng cho mình. Rồi tiếp nè. Đầm 99k tiếp tục lên cho các chị mình đây. Nhớ chia sẻ like dùm em nha.
Rồi đây em có là DA1326, em chốt luôn cho mình là 99. Với cái mẫu này nó có co giãn nhiều nên là 49, tầm 55 kg vừa. Các chị bình thường mình mặc size L ấy, đầm này các chị mặc size M là vừa rồi. Độ co giãn tốt đấy cả nhà ơi. Rồi em sale cho mình mẫu này là 99k thôi nha. Mã này mình ghi cho em là 1326. 1326 kèm số điện thoại. Rồi ok chị Việt Anh may mắn, chị để lại giúp em số điện thoại để bên em kiểm tra đơn cho mình luôn chị nha. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Đầm này của em mã là 1326 nè, em chốt cho mình là chỉ có 99 thôi nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này luôn để em chuyển hàng chuyển size. 1326 và kèm số điện thoại cho em nha, 99k mẫu đầm này. Cố gắng lên đơn sớm, em chịu hàng độ co giãn rất là nhiều nha cả nhà. 1326 chốt giá là 99. 1326 chốt giá là 99k. Chị nào mình ưng mẫu này lên đơn. Có một màu thôi, cái nào cũng không có nhiều màu đâu nha các chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển mẫu khác luôn nha. Đợi em vài giây và em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. 1397. Rồi, đây là 1397 nha cả nhà. Đầm này sale là 299 nè, 4 size cho mình lựa chọn, M, L, XL với 2X. 1379 nè, chị Phương Hằng. Rồi chị nào lấy đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ, là mã với điện thoại cho em nha. 1326 cho chị Hạnh Phúc nè. Rồi, nhanh tay nào cả nhà ơi, đặt liền luôn giúp em cho chị Quốc Thịnh. Cảm ơn chị đã chia sẻ nha. 1326 chị Thanh Thúy nè. Đầm em đang mặc thì đây là DA1397 và giá ngày hôm nay sale là 299. 299 ngàn đồng mẫu đầm này nha. Về mẫu đầm này thì em cao vét 62, form này dài tới phần mà ngang bắp chân như thế này. Túi thì em có may túi cho mình một bên nha. Rồi nguyên một dàn nút phía trước, nút này thì không có cài nha, mà cái này là em may liền luôn rồi. Mình mặc là dây khóa kéo phía đằng sau. Mã này mình ghi cho em là 1397 nha. Sao luôn cho mình là giá 299, 1336 cho chị Anh Đào Trúc nè. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Ráng có thể là mình gộp đơn nhé. Tại vì nếu mà đơn hàng mà mình 600 ngàn trở lên là em sẽ miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Đầm em đang mặc các chị ghi mã cho em là 1397 nha. 1397 sale giá là 299. 1397 sale giá 299, vải này là cô tông lọc nha. Mặt mềm em và mát mẹ dễ chịu cho mình. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn, ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nha, em sẽ quay thêm cho mình một cái sản phẩm khác nè. Chia sẻ like giùm em luôn nha. Trên tường nhà vào nhóm và tranh thủ đặt liền ngay bây giờ em chịu hàng. Áp dụng cho mình với giá sale luôn. Đây mẫu tiếp theo nha cả nhà ơi. 1397 65 kg vừa 2X nha chị Nguyễn Ly ơi. Rồi, đầm này nó có cái dây để mình cột cái nơ vô nè. Đầm này em có 4 size nha. Mã này là DA13. Mã này là DA13 mấy ta? Chờ em xíu, 1387. DA1387 nha cả nhà. 1387 này thì em chốt cho mình là 299. 299k thôi. 1387 sale giá 299, từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ là mã nè, với điện thoại trước đơn. Nhanh nha cả nhà ơi. Comment cho em là mã hàng và kèm số điện thoại chịu hàng. 1397 và kèm số điện thoại nha. 1397 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live chỉ còn có giá là 299. 299k mẫu đầm này, từ 40 kg đến 65 kg là vừa. Phía hàng sau là dây khóa kéo nha. Đầm này em có đủ hàng, các chị cứ lên đơn đi. Vải này là lụa mango thì các chị mặc rất là êm, mềm và mát nha cả nhà. Rất là dễ chịu luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn cho em luôn ngay bây giờ.
mã hàng và số điện thoại em chịu hàng luôn. 1386 kèm số điện thoại. 1397 cho chị Nguyễn Ly em lên đơn nha. Rồi ai ưng mẫu này thì các chị đặt cho em luôn. À một đầm em đang mặc là 1387 nè. Đầm em đang mặc là 1387 nha cả nhà. Mẫu này 1387 sale giá là 299. 1387 sale giá 299k. Có chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn luôn. 1387 kèm số điện thoại nè. Rồi nhân nè cả nhà ơi, vải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn nha. Đủ hàng và đủ size cho các chị. Chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chuyển hàng luôn. Mã là 1387 và kèm số điện thoại luôn, 299k. 299k mẫu đầm này nha. Cái form các chị thấy đó, form lên rất là chuẩn luôn. Đầm này cho dù mình có bụng đi chăng nữa thì mẫu này giấu bụng rất là tốt, không lao lộ bụng nha. Và mặc đi làm, đi tiệm, đi chơi, đi đâu cũng được hết. Rồi, giờ em qua mẫu khác ha. Các chị nhớ chia sẻ like giùm em luôn nha. Trên tường và vàng nhóm giùm em. Đầm tiếp theo là 1337 nè. Đây. Đầm tiếp theo là 1337. Ngày hôm nay sale luôn cho mình nè, 169 thôi nha các chị. 1360 ok chị Việt Anh may mắn nè. Và mẫu này của em là DA1337. Và giá ngày hôm nay em chốt cho mình là 169 thôi. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè, form chuẩn nè, túi hai bên. Vải này là lụa mango thì các chị mặc êm lắm luôn nha. Mềm mát và có co giãn cho các chị. 1337 nha cả nhà ơi. Và sale hôm nay cho mình là 169. 169k. Chị nào mà mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, để em chuyển hàng chuyển size. 1337 và kèm số điện thoại nha. 1337 và kèm số điện thoại, sale với giá là 169. À, size 2X là E84 hoặc 86 chỉ xuống mặt vừa đối với mẫu đầm này nha. Hiện tại em có 4 size cho mình lựa chọn luôn. ML, XL với 2X. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng cho em là 1337 kèm số điện thoại. Mẫu này thì nó sẽ có hai màu nè. Một cái là hoa hồng, màu hoa đỏ, và một cái là hoa màu kem. 1337 là hoa màu kem và 1340 là hoa màu đỏ. Hai mẫu này em sale cho mình là đồng giá luôn 169. Bình thường mà đầm này các chị mua là 299 rồi. Bây giờ em chốt luôn, chỉ còn có giá là 200, còn có 169 thôi. Size nhỏ một đầm tím 250 đúng không ạ? Đầm tím cho em xíu nha. Tím nó chỉ còn có 3 size cuối cùng, đó là size... À đây còn một cái mờ nè. Rồi ok chị ơi, chị đặt luôn nha. 1250 này nè, em sale là 259k, còn đúng một cái mờ. Còn lại là chỉ còn size L, XL với 2X thôi đó. Rồi nếu mà chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn đi, em chịu hàng cho mình. Mình ghi mã này là 1250 nha. Rồi em xíu tí nữa em mặc lên cho mình xem thử luôn. Cái này size L nè. Để em lên cái size M mặc nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn nha cả nhà. Ở đây các chị ơi, hai cái mẫu này đồng giá là 169 nè. Màu đỏ là 1340, màu kem là 1337 nha. 169k mẫu đầm này nha. Rồi đủ size luôn. Đủ size cho các chị lựa chọn. Tiếp tục nè, qua mẫu khác. Tiếp tục qua mẫu khác cho các chị mình ha. Ai ưng mẫu nào thì các chị cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ. Mã với số điện thoại em chuyển hàng chuyển size. Đây 1250. 1250 nha, có đủ size các chị ơi, nhưng mà còn đúng một cái size M và còn lại là chỉ còn size L, XL với 2X và giá hôm nay em shop sale là 259.000 đồng mẫu này nha. 259. Đầm này sẽ có đủ hàng luôn. Nhưng mà nếu mà chị nào size M là phải đặt luôn ngày hôm nay nha, đừng đợi đến ngày mai ngày mốt em hết hàng rồi. Còn đúng một cái à. 1250 sale giá 259.000 đồng. Cái tông màu tím này mặc lên da rất là trắng da và đầm này có túi hai bên. Ở bên trong thì em có kèm một cái lớp lót thun cô tông luôn. Nhẹ nhẹ ha. À, mặc cái màu cam đang treo. Cái cam đang treo. Cam này đúng không ạ? Rồi chờ em xíu tí để em mặc cho mình xem thử nha. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị lên đơn cho em nọc ngay bây giờ em chịu hàng. Mã này là DA1250 nha.
1250 sale giá 259. 1250 sale giá 259k mẫu đầm này nè. Rồi chị Hồng cộng 1250 rồi, vậy là hết size M luôn nha. Còn lại size L, XL với 2X nè. Có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay em chốt là 259 rồi. 259k mẫu đầm này nha, tranh thủ nè các chị. Cái đầm này em gần hết rồi. Ra bây giờ mà XL thì nó cũng chỉ còn có 4 cái mà thôi chứ không còn nhiều. Size 2X thì em còn cho mình là 8 cái. Size XL thì còn 4 cái, còn chủ yếu là còn size L mà thôi. Đó, chị nào mình ưng đặt luôn, giá sale là 259, mã này là 13 1250. 1250 kèm số điện thoại cho em nha. 1250 kèm số điện thoại rồi, tiếp tục đổi thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chị nào lấy mẫu nào thì các chị cứ lên đơn cho em luôn nha. Mẫu tiếp theo lên cho các chị ở đây là 1250. Rồi 1250 mặc ok 1350 rồi, coi chừng nhầm mã nha cả nhà ơi. Vừa nãy đầm ren tím là 1250, còn cái này là 1350 nha. 1350 là mẫu này là một trong những cái mẫu mà nằm trong top bán chạy của em được trước nè. Và bây giờ thì hiện tại nó chỉ còn vài cái cuối, đó là 5 cái size M, 6 cái size L, 2 cái XL và 2 cái 2X thôi. Rồi mã này 1350 shop sale luôn nha. 1350 shop sale cho mình luôn, 199. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy nhanh tay nè. Mã này là 1350. Túi thì một bên túi thiệt và một bên là túi giả nha cả nhà. Vải này là vải măng tô nha, mát rượi luôn. Từng cái nút này xịn sò cho mình nè. Rồi em chốt là chỉ có 199 thôi. 199k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn cho em luôn. Mã này là 1350 và kèm số điện thoại cho em nha. 1350 và kèm số điện thoại cho em nha. 199k mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này thì các chị cứ lên đơn nè. Màu cam đất nha, mặc làm sao giao như vậy nè. Đó, các chị nhìn dùm em, một cái là em đang mặc size M, còn cái này là size L nè ha. Y cha, không khác gì nha. Cái này mà giao tới mà chị nào kêu là shop giao không đúng hay em màu là em bó tay đó. Mẫu này có đúng một màu thôi. Vậy đó mà em thấy có nhiều chị á, không biết gì, chắc là một cái lý do gì đó mà mình không muốn nhận hàng nữa, mà mình đổ lỗi cho shop kêu là shop tại vì chị không nhận hàng đâu em, tại vì shop giao không có đúng màu chị đặt, mà trong khi đó cái mẫu này em chỉ có đúng một màu à. Em hỏi shipper luôn, miêu tả luôn có đúng là cái màu cam đất không, có đúng là cái mẫu này nó có hai túi với cái hàng nút phía trước không. Shipper bảo đúng rồi, tại vì cho các kiểm tra hàng mà, làm sao mà em có thể giao sai được. Em phải tự tin hàng em như thế nào em mới cho mình kiểm tra hàng, đúng không ạ? Không sai thế nào hết á đó. Đó, nhưng mà khách cứ khăng khăng một vạch là thôi chị không nhận hàng đâu, không đúng mẫu. Rồi, một lý do rất vô lý luôn. Nên là các chị ơi, em mong rằng trong từ nay về sau, ví dụ các chị mình đặt hàng á, các chị mình nhớ là mình có trách nhiệm đơn hàng, với lại các chị nhớ nhận hàng giúp em, tại vì xa xôi lắm các chị ơi. Giao nó rất là cực khổ, trải qua nhiều công đoạn, từ là bộ phận tư vấn viên, từ đầu tiên từ là em không phải livestream nói chuyện với các chị đau hỏng luôn, rồi đứng mỏi cả chân luôn, rồi đến mấy bạn đến bộ phận chốt đơn, mấy bạn sẽ gọi điện tư vấn sai cho mình từng ly từng tí rồi lên đơn. Sau đó là đến bộ phận kho, người ta lên kho người ta gói hàng, gói ghém hàng, và đến bộ phận vận chuyển, người ta đem hàng giao đến tận nơi cho mình, rất là xa xôi, nắng mưa người ta cũng giao cho mình. Vậy mà vì một lý do đó mình không thay đổi ý, mình không nhận hàng thì rất là tội nghiệp em. Ví dụ như các chị chắc chắn các chị ạ, đây trên live là em không qua chỉnh sửa gì rồi, 100% y chang như vậy rồi, thì các chị chắc chắn à mình lấy cái hàng đó thì các chị hẳn đặt hàng nha, để mất công giao đến nơi các chị lại lỗi ý nữa đó. Em là em cho mình kiểm tra hàng là chắc chắn phải là giống 100% rồi, không khác gì ai mua hàng shop em nhiều là mình biết rồi, đúng không ạ? Rồi nhanh tay nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em nha. 199k mẫu này, mã sản phẩm các chị ghi cho em là 1350 và kèm số điện thoại cho em nha. 199k thôi. Rồi bây giờ để em lên thêm cho mình mẫu này nè. Tiện thể là mẫu này ở dưới đây thì ở phòng live này nó có hàng, thì em sẽ mặc cho các chị xem. Đây này, cái này cái size L, để em đang kiếm cái size M mặc cho các chị xem thử nè. Rồi em một chút xíu nha. Em mặc live làm sao làm giao hàng y chang vậy các chị ơi. Rồi mẫu này em sale còn có 149 thôi. Đây nè, còn có 149 thôi đó các chị nè. Rồi nè, em mặc lên cho mình xem thử nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị đặt cho em là mã với điện thoại luôn.
thậm chí các chị biết không, có những khách á mà đến shop luôn để kêu là đổi hàng cho chị đi em, shop giao không có đúng mẫu chị đặt, xong rồi hỏi khách đặt mẫu gì một mà, xong rồi hỏi mã ra đưa hình cho, xong rồi đưa hình so sánh với cái đồng khách mang đến đổi y chang nhau, cho khách xem luôn cái đầm like y chang luôn mà khách cứ khăng khăng bảo không đúng mẫu chị đặt, em bỏ tay luôn cả nhà ơi. Nhiều khi em bất lực luôn á, không biết phải làm sao, không biết nói gì nữa luôn á. Xong rồi khách lựa mẫu khác, nói chung là đơn giản là vì không đổi ý, không thích nữa mà cái gì đổ lỗ là shop giao không đúng màu thì oan, không đúng mẫu thì oan uổng cho em quá, làm sao mà không giống được, đúng không ạ? Rồi, còn 364 ngày hôm nay nha, em sao 149k. Túi nè, có túi một bên nha, cái này em nhắc kỹ luôn là túi một bên chứ không phải túi hai bên. Rồi, ở đây là phối nút phía trước nè. Rồi, vải lụa nha, 100% là y chang nha cả nhà. Đầm em sao có 149 mà các chị thấy đó, hàng mới hết trơn nè, hàng mới hết trơn cả nhà ơi. Em chốt ngày hôm nay nha, 149k mẫu đầm này, chị nào lấy lên đơn cho em, mã này là 1364 và kèm số điện thoại cho em nha. 1364 và kèm số điện thoại. Chốt giá là 149k. Chốt giá là 149 thôi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn cho em nha. 250 chị Nguyễn Ly. Ok chị nào. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em luôn ngay bây giờ nè. Mã này là 1364, em chốt ngày hôm nay nha. 149, có chị nào mình ưng ý mẫu này thì cứ lên đơn cho em nha. 149.000 đồng. Rồi tiếp tục nè, em chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi đợi em một chút xíu. Rồi đây, mã này là DA1357. DA1357 nè, mẫu đầm này em chốt cho mình luôn nè. 179. Cái đầm này là 40kg đến 75kg vẫn vừa nha, tại vì độ co giãn rất là nhiều. Các chị ghi mã này cho em là 1357 nha. Đầm này là 2X còn ít lắm, 2X còn 5 cái thôi. Vải nhung lặng nha các chị, nhiều chị hay sợ nhung là sợ bị nóng, không có đâu. Nhung đợt này em may cho mình là nhung hoàn toàn 100% là nhung lặng, các chị mặc nó rất là mát và nó có co giãn rất là nhiều nên mình mặc thoải mái nha. 1357 ngày hôm nay sẽ sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 179.000 thôi. 179.000 mẫu này. Đợt trước các chị mua là 349 rồi, hôm nay các chị mua có 179 thôi. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt cho em là 1357 và kèm số điện thoại cho em nha. Có túi một bên cho các chị, độ co giãn nhiều, mặc mát lặng thoải mái luôn. Phần cổ này thì tùy ý các chị, mình có thể tùy chỉnh theo ý thích nha. Đó, cái chị nào thích cổ cao thì mình chỉnh lên cho em. 1357 ngày hôm nay nha, em sale cho mình luôn, chỉ còn có giá là 179k. 1357 này cho chị Vân Hà Thu nè, rất là rẻ cả nhà ơi, có 179.000 mẫu này thôi à. Giá siêu yêu thương luôn. Chị nào mà mình thích mẫu này thì cứ đặt sớm giùm em nha, em chịu hàng luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi, 179.000 đồng mẫu đầm em mặc. 179.000. 1357 và kèm số điện thoại nha. Chất vải này mát rượi à, êm mềm thoải mái dễ chịu luôn. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, 1357 sale 179. Đợt trước cái chị mua đầm này cũng phải 349 rồi, bây giờ mình chốt có 179k thôi nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi? Rồi có chị nào mình lấy mẫu này cứ lên đơn cho em nhé. 1357 và kèm số điện thoại. Em giảm ngay trên like cho các chị là 179. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em. 1357 và kèm số điện thoại cho em, 179.000 đồng thôi. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi bây giờ em qua thêm một mẫu đầm tiếp theo ha. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường và chia sẻ vào nhóm nha.
Em có mẫu này là 1335 nè. Cái này em xả nhanh là 149 luôn nha. 149 luôn. Rồi, chị nào lấy đặt liền nè, 149k đối với mẫu đầm 1335 này. Hôm nay những cái giá đậm giá sale này phải nói là sale cực rẻ luôn á, sale không lợi nhuận luôn rồi cả nhà ơi. 1357 cho chị Triệu Tuyết nè. Ở đây là 1335 có chị nào ưng đặt liền, với lại em có đây cái hoa nhí. Cái hoa nhí này là 1334 nha. Cái hoa nhí này là 1334 thì hiện tại là em còn 3 size ML với 2X. Hoa nhí là 1334 còn 3 size ML với 2X. Còn cái mẫu em đang mặc hoa to to này là 1335 này thì nó sẽ có cho mình đủ size. Hai mẫu này đồng giá là 149 luôn á. 149.000 thôi. 149.000 mẫu này. Đầm kiểu như là form của nó là form chữ A, với lại nó sẽ có túi hai bên. Nó sẽ có túi hai bên cho các chị nha cả nhà ha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn. Nên bây giờ em chuyển hàng nè. Nhanh nha cả nhà, một mẫu hoa nhí vào cái một cái mẫu hoa to to như thế này. 1335 em đang mặc nè, còn đây là 1334 nè, đồng giá là 149 ha. 149, chị nào mình ưng thì cứ lên đơn cho em luôn. Nhanh tay nào cả nhà, lên đơn sớm ngay bây giờ em chốt đơn nè, xả hàng luôn có 149 thôi. Xả hàng luôn có 149k, chị nào mình thích mẫu này thì cứ đặt liền luôn giùm em nha. Ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Các chị ơi, like này em lưu lại nha, chị nào và trẻ xem lại like để đặt hàng thêm, hẹn gặp lại các chị vào ngày mai. Chị nào và trẻ mình có thể xem lại cái bài like này và mình gộp đơn thêm nha, đặt hàng mình gộp đơn 600 sẽ được miễn ship toàn quốc nha. Rồi bye bye cả nhà mình nha.